Mình vừa mới đến Milan Centrale xong, Milano Centrale xong thì bây... Ôi sáng nay vừa đi chợ mọi người ạ. Đủ má. Mà đắt lòi phở. Buongiorno tutti, benvenuto a mio canale. Xin chào các bạn, xem clip của mình, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Yeah. Hôm nay là ngày mình sang Thụy Sĩ và mọi người nhìn trời đây. Oh my god. Bão to mọi người ơi. Lạy Chúa tôi. Bình thường đợt trước thì đi trời đang nắng, sao hôm nay đi lại trời lại mưa to như này, bão bùng như này. Ôi, một chuyến đi thật là sóng gió. Chưa đi đã thấy sóng gió rồi. Và bây giờ mọi người đi cùng với mình nha. Thì mình đi sang Thụy Sĩ thì mình đi bằng Flixbus. Bên này rất phổ biến Flixbus. Bây giờ mình sẽ đi tàu lên Milan, rồi từ Milan mình phải bắt metro đổi ra một cái bến xe buýt. Rồi từ cái bến xe buýt đấy mình bắt cái xe buýt Flixbus á. Rồi mình đi từ Milan sang Zurich. Thực ra cũng bằng với cả đi tàu thôi. Nhưng mà đi tàu thì bình thường mà nếu mà có traffic jam là kiểu bị tắc đường ấy thì tàu sẽ không bị muộn. Còn Flixbus nếu bị tắc đường thì sẽ bị muộn. Thì từ Milan sang Zurich sẽ là 4 tiếng. Và bây giờ mọi người sẽ đi cùng với mình nha. Hello mọi người, lại là mình đây. Mình đang đứng ở cái chỗ mà chỗ chít vé đây, là đứa nào cũng ra đây chít vé. Mình vừa mới đến Milan Centrale xong, Milano Centrale xong thì bây giờ đấy lại là cái chốn quen thuộc này thôi. Mọi người sẽ nhìn thấy nếu mà mình đi du lịch thì mình sẽ đi ra đây rất là nhiều. Bây giờ là ra một cái bến bus, nó gọi là Milano Lampugnano à? lâu lắm đi, bây giờ mình xuống bắt metro rồi đi ra bến bus, nhưng mà đói quá. 2 giờ đi, bây giờ 1 giờ rồi, đi ra bến bus là mất tầm khoảng 30 phút. Thì chắc là ra mua đạm một cái bánh. Với cả mình hay bị buồn đái, nên là nếu mà mình uống nước nhiều thì tí đéo có chỗ đi đái mọi người ạ. Nên là phải suy nghĩ, ok. Burger King. Bây giờ không ăn ý, 6 giờ tối mới đến kia thì có mà chết. Nên là thôi, phải ăn mọi người ạ. Rồi ra kia tính tiếp, đi đái rồi. Không biết đằng này có nhà vệ sinh không? Về mình chỉ có tầm khoảng 15 phút để ăn thôi. Rồi xuống bắt metro mua vé rồi. Vé thôi. Mình gọi cái burger with pepper. Bình thường ăn khoai bên này. Mọi người vừa rơi chai nước này. Lấy mẹ luôn cái đóng thôi, vứt con chai này chứ làm sao nữa. Này tuột chắc chết thế, phải mua chai nước. Rơi cả cặp. Mình để nghe cái cá nói giờ là cái sắp bên này phải mua mất mấy chục xanh, nên là mình tốn tiền, mình tiết tiền không được. Ăn khoai không? Để burger 15 phút. Bắt đầu ăn như một cuộc chạy marathon. Hình như ở nhà vệ sinh xe. Đi du học nào, đi du lịch mà kiểu học sinh là hết tiền này, kiểu hay như này. Chứ không giàu sang như mọi người nhìn trên ảnh. Bên này ăn vặt phải kiểu ăn như này thôi. Kiểu làm điều gì khác không? Như này này, Mac mà, McDonald's. Thật ra là phô mai mọi người. Như là ăn nhiều cũng quen, bắt buộc phải quen. Ăn nhanh quá mới biết đau bụng. Đấy là ăn nhiều không biết, chỉ có bị dị gì không? Mình sợ nhất quả bún đái. Sao mà lên xe buýt mà không có chứ. Thằng bé sao cứ nhìn gì. Sao mà lên xe buýt mà không có chơi đi đái chứ. Người không dám uống nhiều nước. Và giờ mình đang ở Milano Centrale, đi ra, đi xuống cầu thang máy để mình bắt metro. Rồi mình ra cái bến xe bus cho mọi người đây. Thì phải lỗi mệt quá nên là đã đi một vòng một hồi và đang ở trong cái phòng toilet của xe buýt này. Mọi người thấy nó bé tí không? Bẩn quá. Ở đây là cái xe buýt này, mọi người nhìn thấy. Mọi người có thể ngả giường ra nằm này, ngắm view này, ngắm trời ngắm đất này. Và đây chính là mình sau khi vật vã từ mấy giờ sáng nhỉ? 7 giờ sáng và bây giờ đang xe buýt ở đây thì phải đợi mấy tiếng nữa mới đến Zurich cơ. Should I let that go or should I fight back? Should I let that go or should I fight back? Should I fight back? Trying to keep it simple.
the signals. Answer all your riddles. But you still blew the whistle. And now you acting shady. You acting crazy. You are my lady. You are my baby. After reflection, it's a new direction. I learned my lesson, but I still got a question. Why you lying? One eternity later. Hello tất cả mọi người, giờ mình đã đến nơi ở đây. Mình đang ở Starbucks ngay cạnh bến tàu, bến tàu đằng sau này. Đấy, để bắt wifi chùa, để search đường về nhà bạn mình. Vì Zurich không ở trong EU ấy, nên là không roaming được ở bên này. Nếu roaming sẽ mất rất là nhiều tiền. Thực ra bây giờ cũng đang khá là đói, mình muốn đi ăn cái gì đấy. Hôm nay quả bus delay mất 2 tiếng rưỡi vì lúc mà ở Ý là nó bị tắc đường mất một khoảng khá là dài luôn ấy. Đây là view Zurich. Thực ra không có view gì lắm đâu vì bây giờ làm gì đã có cái gì đâu. Thực ra ngày mai trời sáng thì mình mới đi được cho mọi người. Nên bây giờ tìm gì ăn nhá. Thì ăn Burger King, tối thì ăn McDo. How exciting. Bởi mọi người ăn của mình ạ. Ngon 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 ngon. Người ăn khoảng mà là khoảng gà sốt paprika. Paprika kiểu ngọt ngọt của bọn nó. Ăn nhiều đồ ăn nhanh nó ngán mọi người ạ. Nghe bọn này nhưng cũng kiểu có thể ăn được kiểu McDo cả tuần. Như kiểu mình ăn bún cả tuần ấy. Sợ lại là một sự nghèo nàn, ăn khoai không gọi kết chất. Kết chất thêm 40 francis là khoảng 35 cent. Mà bây giờ vì mình ăn nhiều nên là ăn tốn kinh khủng hết. Mình ăn xong này chắc chắn là mình không no luôn. Thời mọi người, mai phải đi chợ mua mì tôm. Lúc vậy chứ, ở trên hay biết để quên mẹ cái sạc dự phòng trên đấy. May có thằng ở stupid, I'm not gonna let you get the... Có mất mẹ sạc dự phòng phải quên luôn. Trước, trong cuộc đời mình luôn. Cảm ơn người ạ. Giờ ăn tiếp. Chắc là hôm vừa hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Ngày mai đã tới. Buongiorno, tutti benvenuti mi canale. Xin chào các giai cái xem clip của mình. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Giờ mình đang ở Zurich và mình đang ở nhờ nhà bạn mình. Thì mọi người có thể nhìn thấy view đằng sau. Đây chính là Thụy Sĩ, đồi núi ABCD các thứ. Đẹp, dã man, con ngan. Đây, mọi người nhìn. Vâng, nhà bạn tôi ở trên một cái núi. Không phải trên một cái núi mà ở gần một cái núi. Thì đây là cũng tầm khoảng là bao nhiêu? Tầm khoảng mấy năm rồi, 2 năm rồi. Mình sang Zurich từ tháng 9 năm 2019. Bây giờ là tháng 9 năm 2021 rồi. À, mọi người nhìn ấy. Đây nha, đây chính là Thụy Sĩ nha. Và bây giờ mình đang chuẩn bị ra trung tâm. Vì sáng nay vừa đi chợ mọi người ạ. Đủ má. Nó đắt lòi phở. Ra nhặt 3 thứ hết mất 18 francs là 10 khoảng 16 17 euro ấy. Nhưng mà nói chung là đắt. Kinh khủng. Sang đây bị sốc mấy lần giá. Mọi thứ đều đắt. Nhưng mà lương cũng cao. Hay, nói chung là Thụy Sĩ là đắt lòi ra. May là mình có cái thẻ nó gọi là cái thẻ Revolut, là cái thẻ chuyển đổi ấy. Nên là mình dùng một phát chuyển thẳng được từ tiền ấy sang tiền francs luôn, đỡ phải kiểu đi đổi tiền ấy. Nếu mọi người mà sang châu Âu mà đã ở châu rồi thì hãy làm cái thẻ Revolut nếu mà đi những cái nước mà currency nó đổi nhá. Nói gì thì nói, nhưng mà Thụy Sĩ phải nói là có một khung cảnh đẹp dã man mọi người ơi. Tàu cũng sạch, không bẩn như ở bên Pháp. Vì mình đã ở Paris một thời gian trước nên là mình biết là tàu bên đấy bẩn như nào mà. Tàu bên này sạch dã man luôn. Đây là trên đường, trên phố của Zurich. Mọi người thấy trời thì các dòng xanh rất là lạnh mà nó sẽ cánh nó đồng xanh. Và mọi người hãy ngắm trời ngắm đất cùng với mình nha. Thank you.
không có mạng ở đây, mình không bật được wifi để tìm được đường ấy. Thực ra mình có nhớ một chỗ là ngày xưa mình lên, mình có một chục cái ảnh ngày xưa mình gọi là làm sao nhỉ, lên trên cái đỉnh của một cái đoạn mình thấy mà nó ngay gần đoạn này thôi, thì bây giờ mình đang phải đi tìm. Và thực sự là mọi người nhìn đây, hôm nay trời nắng nên là mọi người ra cũng rất là nhiều, ra đường rất là nhiều, mình cũng ra đường luôn, và cả thứ sáu nữa nên là một tổ hợp là hôm nay rất là, nói chung là rất là đông. Thực ra Thụy Sĩ bé lắm mà, cái thành phố Zurich nó bé lắm mà, mọi người hay ra đây để đi cái thành phố kiểu hồ các thứ thì nó đẹp, chứ Zurich thì đi chắc là 1-2 ngày là hết rồi à, ngày 2 đêm là hết á, à đâu nhầm, 2 ngày 1 đêm chứ là hết á, nếu mà mọi người biết đi. Còn mình đi cũng nhiều rồi, ngày xưa cũng toàn được bạn mình dắt đi thôi nên là cũng chưa biết đường, làm được phải đi mò với mình nhá. Sau khi trèo cầu thang tụt cả lơ, sao ô tô vẫn lên ở đây nhỉ? Ok, ô tô vẫn ở đây, đâu nhỉ? Đây, chính nó. Sau khi trèo cầu thang tụt lơ thì bây giờ mình đã lên đến đây rồi. Mọi người ơi, ở kia là xếp hàng đông quá, vì mọi người biết không, nếu như mà từ đằng kia, đằng này, đây, đông chưa? Mọi người nhìn thấy được xuống được mấy cái hồ Zurich, ngày xưa mình cũng có ảnh ở đây rồi. À, bây giờ chắc ra chụp lại thôi. Hôm nay nắng ấy. Mong là tí tự chụp nó đẹp, chứ không là không có ai chụp cho thì cũng hơi sốc chết. Đây, đây chính là chiếc view huyền thoại đấy mọi người ơi. Mọi người nhìn này. Đây. Voilà. Nếu mà đến Zurich thì bắt buộc phải trèo lên đây nha. Từ đây có thể nhìn ra được hai cái tòa nhà nổi tiếng ở Zurich này. Đấy. Mọi người có thể nhìn được sang bên này nữa này. Đấy. Chắc là đây kìa là cái góc xấu nhất của mình, nhưng mà đấy. Mình thích lên chỗ này nhất, vì lên chỗ này mọi người có thể chill, mọi người có thể gọi điện cho bạn bè gia đình, nhưng mà mình không có mạng nên là mình cũng không gọi điện cho ai. Không có mạng thật là kinh khủng khiếp. Mình vừa nạp 3 EU chứ là được 200 MB mọi người ạ. Nên là ở đây chỉ có ra Starbucks ngồi rồi bắt wifi chùa rồi đi chơi thôi. Chứ mình cũng quen rồi, vì mình sang Zurich nhiều lần rồi, chứ người nào mà mới sang mà bỡ ngỡ thì đúng là ôi rồi ôi chết luôn. Nếu mọi người đi từ Việt Nam sang thì hãy nhớ mua sim mà được nhiều nhiều ghi tí nhá, thì làm sao mà bật roaming ở Pháp là nó trừ cho cả đống tiền. Mình đã từng được nghe câu chuyện bạn mình mà bật roaming là nó trừ cả 100 EUR. Để lúc nhận bill về hơi kiểu bị sốc bùng phát, nên bây giờ mình đang không dám bật wifi để làm cái gì, kể cả dù có bật top lên phát tắt đi cũng không được. Không được, không được, không được, không được. Ok, để đi bộ xuống đoạn này nhé. Đi bộ xuống đoạn này này. Để uống cà phê các thứ. Đi du lịch không nên đi mua sắm gì nhé. Đi du lịch chỉ đúng mặt chỉ đi thăm thú thôi, ăn cũng chả có gì luôn, ăn đồ ăn cũng đắt. Theo kinh nghiệm của mình, ăn đồ ăn cũng đắt, chỉ có ở để đi du lịch, đi relax, chứ không nên đi mua đồ này, hoặc là mua sô cô la. Ồ, nhẫn này, nhẫn đều mua sô cô la hết, chứ không nên mua gì khác. Việt Nam lấy từ kiosk, từ cái từ kiosk này của Swiss German là tiếng Đức Thụy Sĩ. Mình cũng muốn làm kiểu tường thuật trực tiếp để cho mọi người theo chân mình lắm, kiểu nói giọng nhẹ nhàng, kiểu đi vào lòng người, nhưng mà giọng mình cứ thế nên là nói thế nói nữa thì cũng không thể mở được đâu, nên là mọi người cứ hãy tận hưởng khung cảnh mà mình đang quay ở Zurich nha. Vì clip này mình thấy là mình quay cảnh rất là nhiều, và mình muốn chia sẻ cho mọi người nhiều hơn về Thụy Sĩ, vì không phải ai cũng có cơ hội như mình để được đi Thụy Sĩ để ngắm những cái mà kiệt tác nó đẹp như thế này. Hello tất cả mọi người, giờ mình đang ở một cái cảng gọi là hồ Zurich đi, mình không biết cái hồ tên là gì,
thì cũng có xem trên mạng rồi và đi bộ từ bến tàu ra đây độ một phát mất mười mấy phút là đến luôn. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây rất là nhiều thiên nga này. Đấy. Zurich là một trong những đất nước mà có nước sạch nhất trên thế giới. Dù có đứa nào cãi mọi người đi chăng nữa là nước tap water là nước từ vòi của chúng nó thể uống được, thì hãy bảo luôn với chúng nó là Zurich mới là nước có thể uống được tap water, chứ không phải là những cái nước kia. Vì mình đã có cái conversation rất, với rất là nhiều bọn Tây rồi, nhưng mà là tap water của chúng mày quá nhiều vôi ý. Nó cho vôi vào để nó purify, là nó làm sạch nước ấy. Thụy Sĩ có nhưng không nhiều. Bây giờ Thụy Sĩ không bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh, nhưng vì ngày xưa Thụy Sĩ là một đất nước độc lập mà, tự sản xuất, tự ăn, tự nói chung là tự làm từ A đến Z. Và ôi giời ơi, đang buồn thì tự dưng có con tàu chuẩn bị vào. Thì Thụy Sĩ là đất nước nói ba thứ tiếng này, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Ý. Nếu mọi người vào siêu thị mọi người mua đồ thì có cả ba thứ tiếng ở trên map luôn. Tao chưa kịp quay nữa thì đã có một cái cruise. Và cruise này là cruise tourist à? Hay gì đấy. Nó cập bến rồi. Đang định chụp ảnh nữa chứ. Hay là đi bộ sang bên kia tiếp nhỉ? Lego, Lego. Twisted.